Tính từ 6 giờ cho đến 18 giờ chiều nay 25 tháng 2, Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19 mới. Tính đến 18 giờ ngày 25 tháng 2, Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19 mới, gồm 7 ca tại Hải Dương và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Tây Ninh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 2.420 ca. Trong đó, số ca điều trị khỏi hiện là 1.804 ca, số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 88.583 người.